Hello everyone, welcome to another episode of Grammar for IELTS with IELTS Fighter. This is Jenny and let's get started. Chào mừng các bạn đến với một bài học nữa của chuỗi Grammar for IELTS cùng với IELTS Fighter. Ngày hôm nay thì Jenny cùng với các bạn sẽ cùng tìm hiểu về một chủ điểm rất là quan trọng trong bài thi IELTS, đó chính là về động từ, về verb. Ok, vậy thì bây giờ mình cùng tìm hiểu xem cái vị trí của động từ. Vị trí chúng ta có từ position, very good. Vị trí của động từ trong một câu nó sẽ nằm ở đâu nhá. Rồi, các bạn chú ý lên slide này. Jenny đang có câu như sau. The earth goes around the sun. Có nghĩa là gì nhỉ? À, là trái đất thì quay xung quanh mặt trời, đúng không? Vậy thì bây giờ nhiệm vụ của các bạn đó là xác định giúp Jenny đâu là chủ từ, đâu là động từ và đâu là tân ngữ trong câu này. Ok, 1, 2, 3. There you go. The earth ở đây là, đúng rồi, là chủ từ. How about goes around? Là một, đúng rồi, một động từ. Rồi cuối cùng thì the sun của chúng ta đó là một object, một tân ngữ, đúng không? Vậy câu này được cấu thành bởi ba yếu tố rất là cơ bản của một câu đơn, đúng không nào? Là subject, verb và object. Rồi các bạn nhìn tiếp cho Jenny một câu khác, đó là cô ấy thì đang hát những bài hát. Ok, she sings songs. She sings songs. Một câu không thể đơn giản hơn, đúng không? Xác định giúp Jenny nhá. Subject ở đâu? Verb ở đâu và object ở đâu? 1, 2, 3. Ok, đọc giúp Jenny nhá. Rồi, very good. Come on, next one. And that's right. Ok, vậy thì các bạn nhìn giúp Jenny ở đây. Verb, nó đang nằm ở vị trí nào trong một câu các bạn? Nó đang nằm ở sau hay là ở đằng trước chủ ngữ? Sau hay là trước chủ ngữ trong cả hai câu này nhỉ? Sau hay là trước? À đúng rồi, sau, đúng không nào? Đằng sau thì tiếng Anh chúng ta có từ gì nhỉ? Sau là after, very good. So verbs usually go after subjects. Tức là những động từ thường nha, thường là sẽ đi sau chủ từ. Đó, nó sẽ đứng sau chủ từ, subject rồi mới đến verb. Ok nhá. Rồi, tiếp theo này. They have been invited. Chúng ta có một câu nữa, they have been invited. Rồi, tiếp tục xác định luôn nhá, chủ từ đâu nè. Ok, rồi. Còn have been ở đây là gì ta? Have been ở đây là... Ok, agree là một động từ. Rồi. Vậy còn invited là, à, cũng là động từ luôn đúng không? Được mời, họ được mời thì mời ở đây cũng là một động từ. Ồ, vậy trong câu này sao lại có hai verb nhỉ? Ồ, vậy thì đầu tiên này, có have với lại been. Jenny sẽ đưa xuống dưới này cho chúng ta dễ nhìn nhá. Invited cũng đưa xuống dưới này luôn. Ok, vậy thì chúng ta cùng xác định lại này. Ở đây, have been cũng là verb, mà invited cũng là verb. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chia loại động từ ra. Kinds of verbs là mình sẽ chia loại động từ ra. Ok, have been invited, nó sẽ là những loại từ khác nhau. Ở đây các bạn xác định giúp Jenny nhá. Nếu như mà Jenny che cái này đi này, they invited, các bạn hiểu đúng không? Là họ được mời đúng không? Ok, vậy thì bây giờ Jenny che cái invited này đi. They have been, các bạn có hiểu nghĩa của câu không? Hay là câu nó sẽ bị tối nghĩa? À đúng rồi, câu bị tối nghĩa đúng không nào? Như vậy thì have been và invited, cái động từ nào là động từ quan trọng? Động từ nào là động từ chính trong một câu? Have been hay là invited? Yes, invited, that's right. Ok, vậy thì Jenny sẽ gọi have been là phụ thôi. Tức là nó là trợ giúp cho cái invited này. Hay mình gọi cách khác đó là trợ động từ. Auxiliary verb là trợ động từ. Còn invited ở đây là động từ chính đúng không? Là main verb trong một câu. Cho nên sẽ gọi nó là main verb. Ok? Và chúng ta sẽ chia ra auxiliary verb là trợ động từ và invited ở đây là động từ chính ha. Vậy thì chốt lại chúng ta có khoảng bao nhiêu loại động từ các bạn? Trước mắt là có bao nhiêu loại đây? Một hay là hai? À ok, hai loại động từ. Mainly two kinds of verbs, very good. Ok, rồi tiếp theo nhé. Jenny có một cái hình như sau. Đây là một cô gái đang ngồi gì nhỉ? Đang ngồi viết đúng không nào? Đang ngồi viết. Vậy các bạn đặt một câu giúp Jenny là cô ấy đang viết thì tiếng Anh sẽ là gì? She, very good. She is writing. She is writing. Bây giờ mình sẽ có auxiliary verb là trợ động từ và main verb là động từ chính. Các bạn xác định giúp Jenny thì is
và writing, đâu là trợ động từ, đâu là động từ chính. Muốn xác định các bạn cứ thực hiện động tác đó là chia lại. Cái nào nó làm cho câu tối nghĩa hơn thì đó là trợ động từ. Rồi, chair is like she writing, các bạn hiểu đúng không? Ok, vậy thì writing là một động từ chính, còn is ở đây là trợ động từ, ok ha? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có trợ động từ nó như thế nào so với lại động từ chính các bạn? Đằng trước hay là đằng sau? Before hay là after? Before, ok? So, it goes before the main verbs, ok nhá? Rồi, bây giờ mình lại có một câu khác, mà câu này không phải là câu khẳng định nữa, mà là một câu hỏi. Nó có dấu chấm hỏi đằng đây nhá. Has Susie arrived? Là Susie đã đến chưa nhỉ? Has Susie arrived? Ok. Susie arrived và has này, các bạn xác định giúp Jenny xem đâu là động từ chính này, đâu là trợ động từ này và đâu là chủ từ trong câu này. Ok, xác định giúp Jenny nhá. 1, 2, 3. And there you go. Rồi, Susie ở đây đang là chủ từ đúng không nào? Và has mình để chữ AV. AV là gì đây ta? Sao nghe nó lạ lạ vậy ta? Rồi, arrive là MV. Các bạn còn nhớ auxiliary verb là trợ động từ đúng không? Vậy thì AV chính là viết tắt của từ trợ động từ thôi, không có gì cả. Và MV cũng là viết tắt của main verb. Ok, that's it. Rồi nhá. Như vậy thì các bạn thấy trong câu hỏi này, những cái yếu tố hình thành nên câu hỏi đó là AV này, cộng cho, chủ từ và cuối cùng là main verb. Dễ đúng không nào? Vậy how about this one? Vậy còn câu này thì sao? What did he say? Anh ấy đã nói gì vậy? What did he say? Ok, vậy thì cũng y chang như vậy thôi đúng không? Y chang này, B xuống này. Đó, B xuống, subject, B xuống, động từ chính là say. Ok, vậy thì còn một bạn đang bị đứng ở ngoài. Vậy thì bạn này là tên là gì đây ta? Chúng ta sẽ đặt cho nó một cái tên nhá. Các bạn biết từ what này, which, how, when, why. Nó là những cái gì nhỉ? Từ để hỏi đúng không nào? Từ để hỏi cho nên sẽ đặt nó là question word. Question word là từ để hỏi ha. Rồi, vậy thì cấu trúc trong một cái câu hỏi mà có từ để hỏi thì chúng ta sẽ có question word go before auxiliary verb. Là question word, từ để hỏi sẽ đứng trước hay đứng sau? Đứng trước hay đứng sau trợ động từ? Đứng trước đúng không nào? Before là đứng trước. Ok, các bạn nắm giúp Jenny những cấu trúc này ha. Ok, following this, next one. Bây giờ thì mình đang có một cái hình như sau. Các bạn thấy đây là hành động gì nhỉ? Thức dậy đúng không nào? Thức dậy. Và đồng hồ đang chỉ lúc mấy giờ? Khoảng mấy giờ ta? À, hình như là 8 giờ. Vậy thì Jenny sẽ có câu nhá. Là mỗi ngày tôi đều thức dậy lúc 8 giờ. Hay là tôi thức dậy vào lúc 8 giờ đi ha. Tôi thức dậy vào lúc 8 giờ. Tiếng Anh sẽ có gì nhỉ? I, very good. I get up at 8 a.m. Rồi, tôi thức dậy vào lúc 8 giờ. Nhưng mà thông thường á thì Jenny chỉ dậy vào lúc 8 giờ để đi làm từ thứ hai đến sáu thôi. Còn thứ bảy chủ nhật thì mình sẽ ngủ nướng một xíu, là khoảng 9 giờ đến 10 giờ mình mới dậy cơ. Thì cái này chỉ là mang tính thường thôi, tức là thường xuyên ha. Tôi thường dậy vào lúc 8 giờ chứ không phải là tôi luôn luôn dậy vào lúc 8 giờ. Mình sẽ thêm một cái từ cho câu này nó chi tiết hơn, detail hơn nhá. Tôi thường dậy thì chữ thường ở đây là gì? You. Đúng rồi, usually, đúng không nào? I usually get up at 8 a.m. Vậy ở đây chúng ta có thêm một bạn nữa được gạch chân in đậm. Bạn này mình sẽ gọi nó là một trạng từ chỉ mức độ thường xuyên ha. Trạng từ chỉ mức độ thường xuyên, adverbs of frequency. Ok, gọi như này hơi dài đúng không? Bây giờ mình sẽ gọi tắt nó lại nhá. Đó là AOF, là adverb of frequency, dễ hiểu hơn đúng không nào? AOF. Vậy thì ngoài từ này ra chúng ta còn những từ nào nữa nhỉ? Ok, quên mất, các bạn để ý nhé, cái AOF này nó sẽ đứng như thế nào trong câu mình? Nó sẽ đứng như thế nào trong câu? Ok, nó sẽ đứng sau chủ từ và trước động từ, nhớ nhé, sau chủ từ và trước động từ. Rồi, vậy thì ngoài cái usually ra thì trên này sẽ tặng các bạn một cái tab chứa những cái adverbs of frequency. Ví dụ như là 0%, tức là mình không bao giờ làm cái gì đó thì sẽ là never này. Rồi lên một chút, 50% thì sẽ là sometimes. Và nếu như chúng ta làm một cách thường xuyên thì có thể là usually hoặc là frequently. Và lúc nào cũng làm thì sẽ là always. Rồi, chúng ta nhớ chụp lại hoặc là học viết lại các bạn ngày hôm nay nhé. Ok, rồi, còn một cái rất là quan trọng nữa sẽ giúp các bạn trong bài thi IELTS, đó là verb collocation.
verb collocation là gì ta? Và tại sao nó lại quan trọng để Jenny đưa vào bài học ngày hôm nay? Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu này. Rồi, verb collocations là gì? Ở đây các bạn biết là ai đây nhỉ? Ai đây? Who is he? Yes, Donald Trump, đúng không? Ok, Donald Trump. Vậy thì Mr. Donald Trump ở đây đang làm gì các bạn? Đang trình bày cái gì? Một bài diễn thuyết, một bài thuyết trình, đúng không nào? Và chúng ta có bài thuyết trình tiếng Anh là gì đây nhỉ? S-P-E-E-C-H. So it's speech. Very good. A speech là một bài thuyết trình, một bài diễn thuyết. Ok, vậy thì bây giờ Jenny đang có hai động từ đi kèm mà mình muốn miêu tả cái hành động của Donald Trump đang làm. Hai động từ này nó đều có nghĩa như nhau nha các bạn. Đều có nghĩa là truyền tải một cái gì đó. Từ thứ nhất là transfer và từ thứ hai là deliver. Vậy thì bây giờ cả hai cái đều có nghĩa như nhau. Chúng ta sẽ dùng là transfer a speech hay là deliver a speech. Đều có nghĩa là truyền đúng không? Truyền tải thông tin đúng không? Vậy thì bây giờ mình dùng transfer hay là deliver? Các bạn trả lời giúp Jenny nào. Ok, dùng. Ok rồi, chắc là 90% các bạn dùng là transfer đúng không? Mình truyền một cái gì đó, mình transfer đúng không? Nhưng đáp án của chúng ta đó là deliver. Deliver a speech. Và tại sao? Bởi vì đó chính là cái verb collocation. Người bản xứ nói như thế, người bản xứ sử dụng như thế ha, chứ người bản xứ không sử dụng là transfer a speech. Rồi vậy thì ngoài ra chúng ta còn có những cái collocation nào khác? Nó có phải là cái gì đó phức tạp hay là không? Thứ nhất ha, mình có thể nói get married, kết hôn này, get married, chứ không ai nói là go married hay là take married, ví dụ như thế, hay là go shopping or do my homework, những cái từ rất là thân thuộc với mình. Get lost, bị lạc này. Ok, đó các bạn nhớ học những cái verb collocation nhé. Và bây giờ mình check up với nhau, mình cùng revise lại với nhau một chút về cái verb collocation. Bây giờ Jenny sẽ cho các bạn 3 cụm từ và cho các bạn 10 giây. Chúng ta hãy học thuộc 3 cụm từ này trong đầu mình. Ok, 10 giây bắt đầu. Rồi, come on, come on. Học thuộc 3 cụm từ này trong đầu. Đầu tiên là make a presentation, là thuyết trình này. Sign up for a course, là đăng ký một khóa học. Conduct research là tiến hành nghiên cứu. Rồi, thuộc chưa nào? Ok, mình cùng làm bài tập nhé. He's been asked to a ...presentation on pre-Columbian art. Chúng ta sẽ dùng từ nào? Do, make, have hay là speak. Nhớ lại lúc nãy mình học từ gì? Collocation của mình là... Đúng rồi, là make a presentation. Very good. Tiếp nha. Oh, sorry các bạn, cái slide nó hơi bị lỗi chút xíu nhé. They are... research, muốn nói đến nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu, mình sẽ dùng từ gì? Creating, conducting, having hay là doing? Yeah, that's right. Is conducting, đúng không nào? Conducting research. Tiếp theo này, I've just ...a course. Đăng ký một khóa học thì sẽ là gì nhỉ? Sign up, sign in, sign for. Okay, that's right, it's signed up. Đăng ký ha, là signed up. Rồi, very good. Đó, các bạn thấy không? Những cái collocation rất là quen thuộc. Vậy thì trong bài thi IELTS nó sẽ áp dụng như thế nào? Các bạn cùng xem nhé. Ví dụ như ha, đó là trong bài thi speaking, Jenny gặp giám khảo, Jenny sẽ nói một câu như sau. Câu này rất là dễ hiểu ha. I started learning to play the guitar, but I get bored very quickly. Là, thật ra thì tôi đã từng học đàn guitar, nhưng mà tôi cảm thấy nó chán rất là nhanh và tôi bị mau chán, kiểu như thế. Vậy thì từ get bored được in đậm. Get bored nghĩa là gì nhỉ? Chán, đúng không nào? Chán, get bored là chán, ai cũng biết. Nhưng nếu như chúng ta có thể upgrade, chúng ta có thể gọi là dùng một cái từ nào đó hay hơn từ get bored, thì chúng ta sẽ được điểm cao hơn trong speaking không? Yes or not? Yes, that's right. Vậy thì Jenny sẽ dùng một cái từ khác nghe nó hay hơn và có thể là tự nhiên. Ví dụ như là từ này, I started learning to play the guitar là y chang ở trên đúng không? Nhưng I lost interest là tôi bị mất cái gọi là thú vị, mất cái hứng thú về việc đó. Đó, lost interest có thể thay thế cho get bored mà hay hơn đúng không? Ok, các bạn nhớ học những cái collocation áp dụng trong bài thi speaking nhá. Hoặc là it was my 18th birthday, so I decided to hold a party. Đó là ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi và tôi quyết định là gì đấy nhỉ? Hold a party có nghĩa là gì? Giữ một bữa tiệc hả? No, it's organize a party là tổ chức tiệc, đúng không? Vậy thì hold a party là ai cũng hiểu rồi. Bây giờ mình sẽ dùng một từ khác. Dùng một từ khác hay hơn hold a party. Đó là từ throw a party.
Throw a party cũng có nghĩa là tổ chức một bữa tiệc, nhưng mà mình thay đổi cái động từ đi, thay vì nói hold thì chúng ta nói throw. Ok, vậy thì đó là những nội dung của phần verb, phần động từ mà Jenny muốn chia sẻ với các bạn trong bài học ngày hôm nay. Hy vọng là chúng ta sẽ học những collocation, học những động từ liên quan để mình có thể áp dụng trong bài thi IELTS của mình nhé. Thank you so much for watching this video. If you like, don't forget to press like and subscribe to IELTS Fighter channel. And I'm Jenny. I will see you in the next video. Bye! IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.